Chiều 9 tháng 8, đội cảnh sát giao thông số 6 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết đang tiến hành xử lý vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại đường vành đai 3 trên cao ở khu vực gần bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo đó, vào sáng cùng ngày tại đường vành đai 3 trên cao, một xe container mang biển kiểm soát 15H009XX kéo theo rơ móc chở theo hai cuộn thép chạy từ hướng cầu Thanh Trì đi Mai Dịch thì bị một chiếc xe ô tô 5 chỗ bất ngờ tạt đầu. Lúc này tài xế phanh gấp để tránh nhưng đã khiến hai cuộn thép bị đứt xích và rơi xuống đường. Tại hiện trường, một cuộn thép nặng 21 tấn chắn ngang đường, một cuộn khác lăn cách xe container hơn 10 mét. Các cuộn thép đã cài mặt đường vành đai 3 trên cao và tạo ra nhiều vết hằn, trong đó có vết hằn sâu 0,15 mét. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến khu vực này bị ùn tắc hơn 5 km.